Thưa quý vị và các bạn thân mến, vạch trần dối trá, tố cáo tội ác của Đảng, chế độ Cộng sản Việt Nam và đem tiếng nói sự thật ra chính trường quốc tế nhằm vận dụng nhân dân các nước tiến bộ và tự do tác động lên chính sách thương mại viện trợ nhân đạo của chính quyền nước sở tại là vũ khí lợi hại của lực lượng đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Những ngày cuối năm Kỷ Hợi, Đảng Cộng sản Việt Nam đang đêm điều động lực lượng vũ trang, trang bị vũ khí hiện đại đến vài ngàn quân bao vây đánh úp thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội để giết đảng viên cử cựu Trung Kiên Lê Đình Kình, gây chấn động cả nước và thế giới. Cụ Lê Đình Kình gắn bó cả cuộc đời với quê hương Đồng Tâm và cũng là người nắm giữ toàn bộ sự thật của cái gọi là đất quốc phòng trên cương vị là nhân chứng sống và là người nắm giữ hồ sơ tài liệu chính chủ của cánh đồng xanh. Giết đồng chí của mình là Lê Đình Kình, một đảng viên có gần 60 năm tuổi đảng, 54 tuổi đời và hình thức giết người bịt miệng để cướp đất như Hồ Chí Minh kể từ lúc hắn nhập Việt cướp chính quyền và bảo vệ quyền lực trên nòng súng. Hành động sử dụng bạo lực của kẻ mạnh như Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm với việc tranh chấp đất đai mang tính tranh chấp dân sự. Đó là hành động của một đảng cướp chứ không phải là hành động của một nhà nước chính danh của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân như Đảng Cộng sản tuyên bố tuyên truyền từ 3/4 thế kỷ vừa qua. Hồ Chí Minh đã chết từ lâu nhưng bản chất giết người cướp của man dợ không thay đổi mà man dợ của con cháu Hồ Chí Minh nuôi chồng ngày càng tàn bạo và độc ác dã man gấp nhiều lần Hồ Chí Minh. Cụ thể là chúng giết đồng chí của chúng là Lê Đình Kình của chúng như xử tử tội nhân thời Trung Cổ với một phát đạn vào đầu gối, một phát đạn vào giữa tim, hai phát đạn vào đầu và chúng mổ tử thi nạn nhân từ bụng lên đến tận cổ. Dù xác nạn nhân đã được lau chùi sạch sẽ nhưng những ai xem qua clip ngắn thu lại tử thi của cụ Lê Đình Kình đều không khỏi rùng mình kinh sợ về sự khát máu man dợ của những kẻ trực tiếp xử tử đảng viên Trung Kiên muốn cùng đảng chống tham nhũng như lời kêu gọi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Vụ thảm sát Đồng Tâm đã trôi qua hơn 10 ngày nhưng mọi thông tin được gọi là chính thống trên các loa đài lề đảng đều do một nguồn duy nhất từ Bộ Công an đưa ra. Không ai được phép vào Đồng Tâm để có nguồn thông tin độc lập nhiều chiều và những gì đang xảy ra ở Đồng Tâm những ngày vừa qua. Cuộc thảm sát nhân dân Đồng Tâm đã dừng lại hay vẫn đang tiếp tục đều diễn ra đều là bí mật của nhà nước. Cuộc thảm sát nhân dân Đồng Tâm đã dừng lại hay vẫn đang tiếp tục đó là điều bí mật của nhà nước, của Cộng sản Việt Nam, nhân dân không được phép tham gia. Tại sao nhà cầm quyền Cộng sản cấm phóng viên, báo chí quốc tế, lề đảng và kể cả lề dân vào làng Đồng Tâm? Không có gì khó hiểu, mục đích của đảng và nhà cầm quyền là nắm độc quyền thông tin để đối phó với tình thế với vụ thảm sát Đồng Tâm. Vụ giết người man dợ trong thảm sát Đồng Tâm là Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng các công ước quốc tế mà chúng đã ký kết, cam kết thi hành để đổi lấy các quyền lợi kinh tế và viện trợ nhân đạo của quốc tế. Vậy, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đối phó với áp lực quốc tế như thế nào? Đọc thông tin một chiều của Bộ Công an đưa ra về việc đưa lực lượng vũ trang hùng hậu nửa đêm đánh úp thôn Hoành gây ra cái chết của cụ Lê Đình Kình và ba người công an. Cốt truyện thông tin dàn dựng của Bộ Công an rất buồn cười. Buồn cười đến nỗi một đứa con nít cũng nhận ra kịch bản hư cấu của phía công an là rất phi lý. Nếu không nói là các tướng công an Tô Ân Sô, Lương Tam Quang nói dối không có căn và quá dở. Dối trá bị bợm trong vụ thảm sát Đồng Tâm đã có quá nhiều Facebookers tự do phân tích, bàn luận, chỉ ra những dối trá không thể chối cãi của hai tên tướng công an về nguyên nhân tấn công vào thôn Hoành và cái chết mờ ám của ba viên công an trong vụ thảm sát Đồng Tâm. Nguyên nhân cái chết của cụ Lê Đình Kình đã rõ và cái chết của ba công an trong thảm sát Đồng Tâm còn mờ ám, cần phải làm rõ. Thậm chí không có một cái chết nào của phía công an ở địa phận Đồng Tâm trong cách đây nửa tháng. Nếu Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không đáp ứng đòi hỏi chính đáng điều này, thì chúng ta sẽ cung cấp thông tin hình ảnh và sự thật vụ thảm sát Đồng Tâm cho các dân biểu, nghị sĩ nước sở tại để họ cất lên tiếng nói sự thật trên nghị trường quốc tế.
Vụ thảm sát Đồng Tâm đã có nhiều tổ chức phi chính phủ và các chính trị gia, dân biểu, nghệ sĩ các nước dân chủ vào cuộc buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải ngoan ngoãn thay đổi lời khai dối lúc ban đầu nhằm làm giảm áp lực quốc tế lên sự vi phạm trắng trợn, thô bạo công ước quốc tế về quyền con người mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã cam kết với quốc tế thời gian vừa qua. Các cá nhân tổ chức đấu tranh của người Việt khắp nơi trên thế giới có mối liên hệ với các chính trị gia, các dân biểu, nghệ sĩ, các quốc gia sinh sống cần theo dõi sát sao diễn tiến vụ thảm sát Đồng Tâm để cung cấp thông tin chính xác nhằm ngăn chặn kịp thời thông tin dối trá, đối phó tình thế của Đảng, Nhà nước, Cộng sản Việt Nam trên chính trường quốc tế. Vạch trần dối trá, tố cáo tội ác của Đảng, chế độ Cộng sản Việt Nam và đem tiếng nói sự thật ra chính trường quốc tế nhằm vận dụng nhân dân các nước tự do tác động lên chính sách thương mại, viện trợ nhân đạo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và là đó là một vũ khí lợi hại của các lực lượng đấu tranh dân chủ, nhân quyền. Nói cách khác, vận dụng quốc tế cấm vận chế độ bạo ngược Cộng sản Việt Nam là cách bao vây, cô lập, bạo quyền trên chính trường quốc tế, và đó cũng là phương án làm khô máu để xóa sổ chế độ Cộng sản độc tài toàn trị ở Việt Nam. Theo âm lịch, năm Tý đánh dấu sự khởi đầu một chu kỳ mới của 12 con giáp, và chú chuột nhỏ bé còn xuất hiện trước cả Sửu, con trâu, Dần, con cọp và Mão, con mèo. Tương truyền rằng để phân chia thời gian trong trời đất, Ngọc Hoàng đã tổ chức cuộc đua cho loài vật trên nhân gian. Theo đó, 12 con vật đầu tiên hoàn thành chặng đường đua đến đích an toàn thì được Ngọc Hoàng cho ghi vào sổ sách ứng với mỗi năm theo thứ tự cao thấp. Nhờ nhanh nhẹn, thông minh mà con chuột, tức Tý, tuy nhỏ bé nhưng lại về trước đứng đầu trong 12 con giáp. Chuột tuy hay phá hoại mùa màng nhưng cũng là biểu hiện của nhiều sự tích cực. Theo phong thủy, chuột mang đến những sự sung túc bởi chúng là loài kiếm thức ăn nhanh, nhất là sinh sản không ngừng. Vì thế, nhân gian đã tin rằng nơi nào chuột xuất hiện, nơi đó giàu có, thực phẩm dư thừa. Hơn thế nữa, năm nay là năm Canh Tý, có can canh thuộc hành kim, chi tý thuộc hành thủy, mà kim sinh thủy trong ngũ hành nên được gọi là tương sinh. Vì thế, năm Canh Tý 2020 được coi là năm tốt, mọi sự hành thông. Trong lịch sử nhà nước, năm Canh Tý năm thứ 40 sau Công Nguyên là năm Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán. Cuộc khởi nghĩa đã được sự hưởng ứng của nhiều đội quân và nhân dân các nơi thuộc xứ Âu Lạc và Nam Việt cũ. Quân Hai Bà đã vây đánh mãnh liệt khiến cho giặc Tô Định phải chạy trốn chết về Nam Hải, Trung Quốc. Gần đây nhất, năm Canh Tý 1960, Đảng Lao động Việt Nam, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã cho thành lập mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 20 tháng 12 năm 1960 để tiến hành cuộc chiến xâm lược miền Nam. Sự kiện Cộng sản Việt Nam lập ra mặt trận để che giấu nguồn gốc và âm mưu nhuộm đỏ toàn bộ đất nước nhằm lôi kéo những người ở miền Nam nhẹ dạ tin theo sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản hoặc kích động giới trí thức chống lại chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm để tạo những áp lực chính trị và quân sự lên miền Nam và dấy lên phong trào phản chiến. 60 năm sau, hệ quả của sự lựa chọn sai lầm tôn thờ chủ nghĩa Cộng sản theo lệnh quan thầy Nga Xô và Trung Cộng của lãnh đạo Cộng sản miền Bắc đứng đầu là Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn và Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng đã đưa dân tộc Việt Nam vào một cuộc chiến tương tàn, và hệ quả tai hại của chủ nghĩa lạc hậu này vẫn còn kéo dài đến tận ngày hôm nay. Giai đoạn năm 1960 dưới chính thể Cộng Hòa, xã hội miền Nam đã ổn định và kinh tế đang trên đà phát triển sau 5 năm 1955-1960. Chấp chánh của Tổng thống Ngô Đình Diệm, hai đặc điểm nổi bật của miền Nam vào lúc đó là tổng sản lượng kinh tế GDP đứng đầu các quốc gia Đông Nam Á và thành phố Sài Gòn được tôn vinh là Hòn Ngọc Viễn Đông, thu hút rất lớn du khách đến từ các nước châu Âu và Á Châu so với Bangkok, Taipei hay Yangon. Đặc biệt hơn, những người sinh ra sau năm 1975 khi có cơ hội tiếp cận với những tài liệu giáo dục, văn học nghệ thuật của Việt Nam Cộng Hòa đều hối tiếc là dân tộc Việt Nam đã bỏ mất cơ hội lớn để trở thành một đất nước nhân văn do sự phá đổ toàn diện của những kẻ xâm chiếm từ miền Bắc sau 30 tháng 4 năm 1975.
Hai biến cố lịch sử cũng vào năm Canh Tý nhưng cách nhau hàng ngàn năm đã mang hai dấu ấn hoàn toàn đối nghịch. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã để lại cho dân tộc Việt tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm, còn sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam nhằm cộng sản hóa đất nước đã để lại cho dân tộc một bi kịch lệ thuộc chủ nghĩa ngoại lai, phản dân tộc, phi nhân bản và nô lệ Trung Cộng, mà hệ quả còn tác hại tới nhiều thế hệ con cháu lạc Việt của chúng ta. Canh Tý năm 2020 đang từng bước đến với nhân loại là một dân tộc chưa nhìn thấy được ánh sáng tự do, dân chủ. Dù đất nước đã trải qua 45 năm không chinh chiến, nhưng quyền sống vẫn bị cướp đi, nhân phẩm vẫn bị chà đạp, bạo lực chuyên chế vẫn gây nên biết bao nhiêu sợ hãi, lầm than. Nên khát vọng lớn nhất của người Việt mỗi độ xuân về là mong chờ cánh én tự do và dân chủ đến với mọi miền của đất nước. Truyền thống ngàn năm Trưng Triệu đã không cho phép người Việt ngồi chờ phép lạ hay ai đó ban phát cho tự do dân chủ, mà đã tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh dưới nhiều hình thức trong hơn 4 thập niên qua. Đã có nhiều người hy sinh thân xác hay phải trải qua những năm tháng ngục tù tăm tối của chế độ bạo tàn cộng sản, nhưng không một ai chùn bước, luôn luôn khắc phục nghịch cảnh để kiên trì đấu tranh. Chính những tấm gương đấu tranh đầy can trường này đã kết tụ thành chính nghĩa dân tộc sáng ngời, giúp cho những thế hệ sau nối tiếp thế hệ đi trước miệt mài trên con đường chấm dứt độc tài để canh tân đất nước. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam nắm trong tay bộ máy bạo lực sắt máu, sẵn sàng đàn áp thô bạo và nhất là bao vây cô lập kinh tế các gia đình nạn nhân, nhưng càng lúc các biện pháp trấn áp của chế độ càng trở nên bị vô hiệu khi những người yêu nước đã dám còi tù tội đàn áp là cái giá phải hy sinh để cho con cháu có một tương lai tươi sáng hơn. Cuộc thảm sát Đồng Tâm dẫn đến cái chết tức tưởi của cụ Lê Đình Kình hôm 9 tháng Giêng vừa qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cố tình bưng bít, loan tải một chiều, nhưng đã không thể nào che giấu tính chất tùy tiện, dã man và ngông cuồng của cuộc trấn áp bạo lực này. Công luận khắp nơi cũng đã phản ứng mạnh mẽ trước sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam huy động một lực lượng vũ trang ập đến tàn sát người dân vào lúc nửa đêm rạng sáng. Nhờ sự thông tin nhanh lẹ của người dân trong nước, đồng bào hải ngoại và thế giới đã đồng loạt lên án mạnh mẽ và đẩy Bộ Công an Cộng sản Việt Nam rơi vào tình huống lúng túng với những hành xử đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Trước áp lực này, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã phải xuống giọng: biến cố Đồng Tâm là một sự thật đau lòng. Người ta không chờ đợi lãnh đạo Cộng sản Việt Nam tuyên bố sám hối bằng cách nhận trách nhiệm trong vụ thảm sát Đồng Tâm. Nhưng kể từ nay, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải dè chừng trong việc dùng bạo lực trấn áp. Sự kiện có 12 nhân sĩ trí thức nộp đơn kiện Viện Kiểm sát tối cao yêu cầu mở cuộc điều tra độc lập về vụ sát hại cụ Lê Đình Kình là một khởi điểm của thời kỳ dùng chính luật pháp của chế độ để ngăn chặn những trấn áp tùy tiện, gian ác của bộ máy công an trị. Tóm lại, biến cố Đồng Tâm là dấu ấn đau buồn của những ngày đầu xuân Canh Tý, nhưng cũng chính biến cố này đã khiến cho mọi người, kể cả những người ở trong hàng ngũ của chế độ, thấy rõ là không thể im lặng để cho bạo lực thao túng. Sự kiện gần 700 người chung tay góp tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình trong 2 ngày đã lên đến hơn 500 triệu đồng, hay sự đóng góp của hơn 1.000 người cho quỹ hỗ trợ bà con Đồng Tâm lên đến 30.000 đô la Mỹ trong 3 ngày đã thể hiện sự liên kết của mọi người để chống lại guồng máy công an trị nhân danh quyền lực cướp đất dân lành. Với khí thế mới trong những ngày đầu xuân, chúng ta có quyền tin tưởng là năm 2020 sẽ là năm biến những đau thương, uất hận thành những hành động cụ thể để tạo sự chuyển đổi lịch sử và sớm mang lại tự do, dân chủ cho quê hương Việt Nam. Để cai trị được nhân dân, lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã chia nhân dân thành 5 thành phần khác nhau. Thành phần thứ nhất là những người dám chỉ trích, thành phần này đảng liệt vào loại cực kỳ nguy hiểm. Thành phần thứ hai là những người dám chống đối chế độ, đảng liệt thành phần này vào loại cần phải tiêu diệt. Thành phần thứ ba là những người biết Cộng sản xấu nhưng giả mù, giả điếc, thành phần này chọn cách an phận thủ thường, cứ đảng nói gì thì nghe đấy cho nó lành. Thành phần này được Đảng Cộng sản liệt vào thành phần này không nguy hiểm. Thành phần thứ tư là những kẻ không biết gì về bản chất thực sự của Đảng Cộng sản, nên thành phần này được đảng liệt vào nhóm ngu dân dễ dậy, loại này là được đảng liệt vào loại thần dân tốt, cần phải nhân rộng.
Thành phần cuối cùng là những kẻ nịnh bợ chế độ để trục lợi. Thành phần này dễ sẽ bảo vệ chế độ vì bảo vệ chế độ cũng là bảo vệ quyền lợi của chính nó. Như vậy, để cai trị được đất nước thì ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam là phải vô hiệu hóa thành phần thứ nhất và loại bỏ thành phần thứ hai. Chính những kẻ dám chỉ trích chế độ là những kẻ hiểu biết rộng nhất. Những kẻ này thường làm cho ban tuyên giáo và hệ thống báo chí của Cộng sản phải nhiều phen thua trắng bụng. Chính vì thế, để đấu tranh, những người chỉ trích Đảng Cộng sản không chỉ dùng báo chí vu khống họ mà còn dùng cả công an và côn đồ để khủng bố, dùng lực lượng công an chuyên về công nghệ đánh sập các Facebook cá nhân của nhiều người có ảnh hưởng, vân vân. Nói tóm lại là Đảng làm đủ cách, kể cả cách dơ bẩn nhất để triệt tiêu. Với thành phần chống đối chế độ thì chắc chắn Đảng Cộng sản đạp lên luật pháp và ra tay giết người bằng cách man dợ. Để chi vậy? Để gửi thông điệp tới những người có ý chống đối rằng sẽ không có hàng rào pháp lý nào bảo vệ chúng mày được. Nếu cứng đầu, tao sẽ ra tay như mafia. Vụ Đồng Tâm là một loại thông điệp như thế. Đảng Cộng sản không hề ngu ngốc như mọi người tưởng. Nhiều người nghĩ đây là hành động gây cho người dân thêm phẫn uất và chính điều này sẽ làm lung lay chế độ. Nghĩ như thế là sai lầm. Đảng Cộng sản thừa biết với lòng người dân như hiện nay, dù phẫn uất đến cỡ nào họ vẫn không dám đứng lên. Cho nên Đảng Cộng sản không ngần ngại dùng cách giết người man dợ như là một công cụ gây lên nỗi khiếp sợ. Và từ đó họ sẽ triệt được hoàn toàn những thành phần chống đối đang có ý định. Đó là lý do tại sao Đảng Cộng sản đã thiết kế ra vụ giết người tàn ác đến như vậy. 4 giờ đêm vào nhà dân, giết người bằng 4 phát đạn vào đầu vào tim. Như thế chưa đủ ác, Đảng còn cho công an kéo xác nạn nhân về phanh thây người ta rồi mới trả xác về cho gia đình. Với kịch bản đó, có thể nói khó có cách giết người nào đáng sợ hơn. Khi hình ảnh ấy được đưa lên mạng, Đảng Cộng sản sẽ run đùi vui mừng, và vì họ biết những ai có ý định chống đối Đảng sẽ phải tè ra quần khi thấy những hình ảnh này. Thực tế, những người chỉ trích chính quyền đã bị bộ máy khổng lồ của Đảng Cộng sản hạn chế sự ảnh hưởng của họ rất nhiều. Còn với những người chống đối thì có thể nói Đảng Cộng sản đã dễ dàng bẻ gãy tất cả như bẻ từng chiếc đũa. Sau khi dẹp xong hai thành phần này thì Đảng muốn nói chăng nói quậy gì mà chẳng được. Với thành phần thứ ba, biết Đảng nói xạo nhưng vẫn gật đầu. Với thành phần thứ tư là loại dân ngu dễ dạy, loại này thì Đảng nói gì họ cũng thấy phải, và thậm chí họ cũng chẳng thèm quan tâm Đảng nói gì. Với thành phần thứ năm thì chắc chắn Đảng nói gì họ cũng hưởng ứng nhiệt tình. Để nói được câu đại xảo trá như kiểu hiếm có Đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như Đảng ta, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã ra tay tàn bạo với thành phần chỉ trích và thành phần chống đối chế độ. Đất nước có gần 100 triệu dân, trong đó được chia thành 5 thành phần, mà ông Trọng đã cho mạnh tay dẹp được 2 thành phần mang lại rắc rối cho Đảng, và lại 2 thành phần chiếm số lượng rất ít. Vậy với 3 thành phần còn lại chiếm đa số trong số 100 triệu dân thì chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng nói gì mà họ chẳng phải nghe. Thế mới thấy trong đầu của người đàn ông đầu bạc kia là những thủ đoạn thâm sâu khó lường đến nhường nào. Sau khi sát hại cụ Lê Đình Kình bằng cách man dợ nhất là đến lời nói xảo trá, chỉ hưu nói ngựa, ông Trọng đã buộc mọi người phải nghe. Còn Triệu Cao thời Tần bên Trung Cộng thì ngược lại, ông này chỉ hưu nói ngựa để biết ai không nghe thì mới ra tay sát hại. Rõ ràng lưỡi dao đi trước lời nói nó mang lại hiệu quả cao hơn là lời nói đi trước lưỡi dao. So với Triệu Cao, Nguyễn Phú Trọng cao thâm hơn rất nhiều. Vì ông Trọng biết cách giết ít người nhưng đạt được hiệu quả cao, đó chính là bài cai trị của ông Trọng và cũng là bài cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật đáng sợ, về cái ác, cái thâm, Cộng sản luôn vượt trội so với bất cứ thời đại bạo chúa nào trong quá khứ. Nhiều người chưng hửng khi qua tờ Quân đội Nhân dân, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khẳng định hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu bình tĩnh đọc kỹ cuộc trò chuyện giữa tờ Quân đội Nhân dân với ông Trọng rồi đối chiếu với thực tế, kể cả thực tế đã được chính ông cũng như các đồng chí của ông từng thú nhận, hệ thống truyền thông chính thức từng đề cập, có thể nhận ra nhiều nhận định của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước là nói lấy được,
Tuy nhiên ông Trọng không sai khi cho rằng đảng ta là của hiếm. Vì tờ Quân đội Nhân dân chọn đảng Khai Xuân Khải Hoàn làm tựa đề cho bài phỏng vấn của ông Nguyễn Phú Trọng, thành ra nên chọn vài sự kiện trước thềm năm mới vừa để xem xét yếu tố hiếm, vừa để xác định xem trong năm mới tới đây nếu đảng ta tiếp tục điều hành quản trị đất nước, đối tượng nào có thể hát khúc khải hoàn. Theo báo chí Việt Nam, các nhà ga thuộc tuyến Metro Cát Linh Hà Đông đang được nhiều người vận dụng tận dụng để bày bán cây cảnh đồ gốm khi năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Đó là công năng duy nhất của công trình trị giá 890 triệu Mỹ Kim. Khoản tiền khổng lồ đó vay của Trung Quốc và nhiều năm nay mỗi ngày Việt Nam phải trả cho Trung Quốc khoảng 1 tỷ đồng tiền lãi. Lẽ ra công trình xây dựng tuyến Metro Cát Linh Hà Đông phải hoàn tất từ năm 2013, song đến giờ 2020, không những công trình này không đem lại bất kỳ lợi ích nào về kinh tế, xã hội mà còn phát sinh đủ loại nợ cả gốc lẫn lãi để giữ chân nhà thầu Trung Quốc. Tổng vốn đầu tư đã tăng lên từ 550 triệu đô la lên 890 triệu đô la. Nói cách khác, thay vì xem xét trách nhiệm của cả nhà thầu Trung Quốc vi phạm tiến độ thi công, thời hạn hoàn thành công trình lẫn các viên chức sở hữu trách ở Việt Nam, thì đảng ta vui vẻ xin Trung Quốc cho vay thêm 340 triệu đô la phát sinh ngoài kế hoạch. Từ đó đến nay, đã 3 năm, tuyến Metro Cát Linh Hà Đông vẫn chưa thể vận hành. Hệ thống nhà ga, tuyến đường sắt do nhà thầu Trung Quốc thi công bằng tiền vay của Trung Quốc, 13 đoàn tàu đã mua từ Trung Quốc cũng bằng tiền vay của Trung Quốc, cứ thế sinh lãi. Khoảng 30% trong số hàng ngàn công nhân từng được tuyển dụng, từng được giới thiệu là gửi sang Trung Quốc đào tạo để vận hành tuyến Metro đầu tiên tại Việt Nam đã bỏ việc. Chắc chắn suất đầu tư vào tuyến Metro Cát Linh Hà Đông sẽ sớm vượt xa 1 tỷ Mỹ Kim và cứ thế tăng dần vì lãi chồng lãi. Không ai trả lời được câu hỏi bao giờ tuyến Metro Cát Linh Hà Đông mới đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Chưa ai dám đặt bút xác nhận tuyến Metro Cát Linh Hà Đông hội đủ tiêu chuẩn an toàn để có thể vận hành. Cơ quan chịu trách nhiệm kiểm duyệt tiết lộ có nhiều thứ không đồng bộ, hồ sơ dự án không đầy đủ và không thể bổ sung đầy đủ, có nghĩa là không có cơ sở để xác nhận an toàn và tất nhiên không thể sử dụng. Nhiều hạng mục trong công trình xây dựng tuyến Metro Cát Linh Hà Đông trở thành điểm bán cây cảnh, đồ gốm nhân dịp xuân về chỉ là một trong vô số thí dụ về hiện trạng kinh tế, xã hội Việt Nam. Phản ứng của người thuộc nhiều giới trước những diễn biến liên quan đến cuộc tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hồi thượng tuần tháng này là một ví dụ khác nóng hổi về chính trị. Trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội như thế, liệu có lãnh đạo nào của các đảng cầm quyền trong lịch sử nhân loại dám bảo rằng đủ các loại scandal bùng lên suốt từ đầu năm đến năm đến cuối năm vừa qua là những bước tiến ấn tượng trong nhịp điệu đổi mới, góp thêm vào khối thành quả cách mạng mà đảng ta đã đạt được để viết đến hàng trăm nghìn bộ đại sử ký. Ông Trọng quả là nhân vật hiếm có, đảng ta cũng là loại hiếm, còn có quý hay không, có được nhân dân trân trọng, tự hào, yêu thương hay không thì cứ nhìn vào thực tế. Cần phải nhấn mạnh chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng không tin đảng ta được nhân dân trân trọng, tự hào, yêu thương. Đó là lý do tại sao chương về các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong luật hình sự hay nội dung luật an ninh mạng lại như thế. Hiếm không đồng nghĩa với quý, và hiếm mà không quý thì chắc chắn sẽ bị tiệt chủng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vạch trần dối trá, tố cáo tội ác.